họ tổ chức luôn rồi em các bạn. Là từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8. Đó, ai cũng có ngựa chậm tới đây này. Xe nào họ cũng quật ngựa. Ở bên kia chuẩn bị họ đua ngựa. Quay phim lần qua tham gia cuộc chơi. Chị gái đây mặc áo một đồ dài tay vô chuẩn bị đi nè. Nó bán luôn hay ghét không?
1 o'clock.
đúng là người hay không lo gì á. Mình thấy nó mình sợ.